Chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình chia sẻ đến cả nhà cái món ăn từ bắp chuối. Bắp chuối khi mà mình chế biến xong thì nó sẽ được cái vị là chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cái cay nè. Rất là lạ miệng ha. Thường thì bắp chuối thì mình hay làm gỏi nè, làm gỏi sống nè. Rồi mình chiên thì ăn có bao nhiêu hoài thì cũng ngán. Hôm nay thì mình sẽ làm cái cách này. Nếu mà các bạn thích thì mình mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện cái món này với mình nha. Bữa nay thì mình sẽ làm cái món ăn từ bắp chuối nha. Bắp chuối thì mình chiên hoặc là mình làm gỏi thì ăn hoài thì một thứ thì cũng ngán. Hôm nay thì mình sẽ đổi thứ khác nha. Mình làm cái cách này thì ăn nó rất là ngon, nó lạ miệng. Rồi ở đây thì mình có một cái bắp chuối nè. Cái bắp chuối này thì mình cắt xuống cũng 2-3 ngày rồi cho nên nó cũng hơi cũ ha. Mà mình làm cái món này thì mình không có cần là bắp chuối mới, cũ mình làm vẫn được nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt ra. Cái bắp chuối này thì mình cắt ra khúc gan gì nè. Mình cắt ra làm ba ha. Cái lá vàng vàng như gì nè thì nó lá già, nó dai mình bỏ đi. Tại vì cái bắp chuối này thì mình cũng có lột ra rồi. Còn cái trắng trắng gì là mình xài được nè. Mình cho nước vô cái thau để mình ngâm bắp chuối. Và đây là trái tắc nè. Mình cắt trái tắc này ra rồi mình dắt vô đây. Để cho bắp chuối bớt mủ nha. Rồi xong rồi để bắp chuối vô để mình ngâm. Mình vừa ngâm vừa rửa cho sạch mủ á. Nếu mà mình làm bắp chuối mới thì bắp chuối nó sẽ trắng và nó ngon hơn. Rồi mình để đây đang ngâm cho khoảng 5 phút đi. Vô thì mình sẽ bắt nước mình luộc. Rồi thì mình ngâm hồi nãy giờ cũng được 5 phút rồi nè. Bây giờ vớt ra. Mấy cái trái con này là mình bỏ nha, mình vũ mình bỏ. Tại vì trái con này thì nó sẽ bị chát đó, cho nên nó mình không có xài cái trái con này. Khi mà mình gỡ ra như vậy nè thì luộc nó mau chín hơn là mình để nguyên cái bắp chuối nha. Mình bắt cái nồi nước nãy giờ sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh nước tắc. Để cho mình luộc bắp chuối đừng có bị đen quá. Rồi bây giờ thì cho bắp chuối vô luộc. Mình đè xuống để cho bắp chuối đừng có nổi lên nha. Nổi lên nó thì sẽ bị đen á. Nếu mà mình làm bắp chuối mới á thì nó sẽ trắng hơn nha, tại cái này bắp chuối này mình để 2-3 ngày rồi cho nên nó cũng không có được trắng. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại để cho bắp chuối mau chín nè. Đợi bắp chuối chín thì mình sẽ đi làm nước sốt. Mình có 3 trái tắc, tỏi, ớt. Tắc này thì mình vắt lấy nước cốt nè, tỏi ớt thì mình băm nhỏ. Tỏi ớt thì mình bằm nhuyễn ra luôn.
Rồi mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh đường và một muỗng canh nước mắm, tỏi ớt cái thì mình cũng cho vô luôn. Rồi quậy cho đường tan. À, như vậy là cái phần nước sốt của mình đã xong rồi nè. Rồi mình để qua bên nha. Rồi cái này là rau găm nè. Rau găm thì mình để vô trong bắp chuối cho thơm á, rồi mình cắt bỏ cái đầu. Xong rồi mình xắt nhuyễn. Bắp chuối thì mình luộc hồi nãy giờ rồi, bây giờ mình xem cây chín chưa nha. Thì mình lấy đũa mình xem coi cây mềm chưa. Rồi mình thấy bắp chuối như vậy là chín rồi nè, mềm rồi nè, ha, mình xem lủng rồi nè. Rồi rồi bây giờ mình sẽ đem ra mình đổ ra gỗ để cho ráo nước. Đây là bắp chuối mình để nguội rồi nè, bây giờ thì mình xé ra miếng vừa ăn nha. Cái này mình xé giống như là thịt gà luôn á. Ngon nhất là cái chỗ này nè. Rồi bây giờ thì mình vắt cho khô nước. Bắp chuối thì mình đã vắt khô rồi nè. Rồi như vậy là mình sẽ cho nước sốt vô nha. Thơm quá thơm. Trộn lên để cho bắp chuối thấm với nước sốt nè. Rồi như vậy là mình sẽ cho rau găm vô. Cái món này thì mình ăn với chấm với nước cá nè, hoặc là nước thịt nè, nước tương cũng ngon ha. Rồi nếu mà có thịt gà thì các bạn xé bỏ vô đi thì càng ngon hơn nữa. Thay vì mình làm gỏi bắp chuối thì mình làm gỏi bắp chuối sống ha. Còn cái này thì mình luộc lên xong rồi thì mình trộn gỏi như vậy nè thì ăn nó sẽ rất là ngon nha, mà nó lạ miệng nữa, không có bị chát gì hết trơn, giòn giòn chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Rồi thì mình chia sẻ đến các bạn cái món ăn tượng bắp chuối. Nếu mà các bạn thích cái món này thì bữa nào các bạn làm thử nha. Video mình đến đây thì cũng đã hết rồi, mình xin tạm dừng. Vậy hẹn gặp cả nhà mình những video tiếp theo.